Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn. Nay mấy anh em ra đây đi bắt chuột nha bạn. Nay cái khu bên đây lúa chín là ta đang cắt. Em ra kiếm chuột chụp. Cái khu này là bên sông ngang nhà mình nhé bạn. Bên đây lúa chín trước. Đây một hai hôm nữa là cắt hết trơn cái khu bên đây luôn rồi. Chạy qua đây cũng kìa. Chạy lên khác hả? Rất là gì hả? Rất là sao? Chỉ lại lần này nè đây nè.
ghép bên đây được hai con nữa. Hai ngách này. Đang đi xuống hoàn đó đó. Đây là mới to nè. Anh kia hả? Không hả? Không. Ra đây như này. Hai gõ luôn. Gõ bên kia còn chân nhẹp nè. Chạy nổi sình luôn à. Đây còn hang đó. Còn nhét nhát lại không? Còn nhét lại chạy rồi sao? Bớt không? Bắt chuột mày là hồi phải đưa thêm đích vụ nữa nha. Đắp bao lại kìa, không lo. Đắp bệnh. Dài ngày nữa người ta dịch bơm nước vô là không còn con nào rồi. Hồi thấy đắp trắng lúa. Hồi thấy đắp như vậy. Nó có đắp không hoàng chứ. Phải qua có phải đào đào trước kia kìa nó. Ăn đi đâu xuống dưới hả? Mơi đào mới ngon. Mơi nó mới gom vô. Mơi đất đậm quá ha. Chắc này nó ra ngoài chứ. Quá trời đây, đụng dậy dậy đây, nhóc ở chân nặng đi. Hey. Cứ cái bên đụng là lụm em đó. Đây nè đây. Nằm đây, nằm kia. Đi bờ ganh đuổi đạp, lính cái cọ, chưa máy kéo vô nổi đâu nè. Bây giờ đi trên bờ ganh luôn á. Bắt bắt ở đây nó mua tình. Hãy đi đi, con chuột chạy qua vô hang nó đợi đó. Mày không làm hả đi? Không. Đó rồi không? Đu đầu luôn. Không? Chỉ biết nhiều hồi chứ biết nào đâu. Không à. Tầm sát vào tầm sáu cái lộ. Có một hang đi xuống dưới nữa mà. Đó này. Con đuổi mấy sủi rồi theo cho nó thử trời. Con này cái chân chạy nè. Cái đó không có lần đây chạy. Nè này, này không? Không. Con cháu của con đi nó ra ngoài. Chạy còn đục đục nước luôn á. Nãy ngay chân ăn nước chạy đục nước. Không. Ta bắt ngon. Nước luôn. Đứa. Đi luôn qua đó đó. À đã. Đứa con thôi à. Chắc hôm nay là
làm hay là chưa có công việc làm? Con nghỉ rồi. Con ba đi đâu nữa trời? Đào hang được con chục mẹ. Nhờ con chục bự. Bự không? Lứa hả? Lứa. Lứa đó bỏ vô nó lọt cái hết. Không không, lứa này không. Chạy. Chạy em ơi. Chưa chạy nữa. Cái cục. Cục nó đang còn thấy kỹ giùm nha. Ở đó đó. Đó đó đó. Đó. Chưa nhận. Kìa 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 chạy ngoài con kìa. Chạy 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 chạy. Xong. Tút ngoài ra ờ đó đó. Đó nó chạy lên trên đó, phía hang trên đó. Có nhắc cái gì rồi nè. Phía hang trên này rồi, còn nữa kìa. Nè nè nè, không có chạy. Cái hang á. Ừ. Rồi rồi, bên đây nữa nè. Ừ, tội. Ừ, chạy. Hấp trước rồi, hấp tay đựng luôn rồi. Đây đụng quá. Đây chục lúa. Lúa này tới tiền luôn rồi, quá ngon luôn. Vừa luôn hả? Vừa luôn. Mua đất này còn không nhàn hả? Nhàn cho mướn thôi, cho tại mướn thôi. Dạ. Hai con đỏ đi vào hả? Đó 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 đó. Đó, hơi bự đó. Lưới đó, lưới bự đó. Bự đó. Cái này con cái bự rồi. Kiếm anh xã khác rồi. Lứa cả chục con ha. Ừ. Vậy lúa đậu rồi kìa. Sắp đậu rồi. Đó nó chạy ra đó. Mày đào chỗ này đi, chạy ra chỗ đó đó. Chạy ra chỗ tàu đó. Đó 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 kìa kìa. Mày bên đây. Mày đó giống mày bên đây nè. Ừ. Cả rồi. Để cho nó tự ra. Đủ rồi. Đâu còn nữa. Con nó. Rồi. Hết luôn. Trời, chỗ rồi đó. Nó nói chắc chỗ anh đó đó. Rồi, xong rồi. Hấp lại đi. Đó, đó. Đó. Tụi con cỡ một gì trời. Đứa. Đứa này bự hơn nữa nè. Hết rồi. Cho ăn một. Đứa con còn vậy. Mấy bên kia nó chạy qua đây. Rồi. Không. Ở đây còn hang nè. Còn hang qua đây nè. Đi vô bên đây nè. Đủ không? Đủ. Đủ rồi. Đủ. Rồi, đắp lại đi. Ôi. Ô, nguyên bầy. Ôi, nguyên bầy luôn. Hai con luôn. Hai con. Bắt con dưới đi, bắt con dưới đi. Đó. Ôi. 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 Bự, 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 nhiều lắm ơi. Đứa không phải là đẩy lên không? Đẩy lại đi, đẩy lại đi, đẩy lại. Đẩy cái tay chơi. Cục đắt rồi, cục đắt rồi. Vô không nổi. Không vô. Vô rồi. Lứa. Lứa chậm bá vậy là ngon cơm luôn rồi. Ngon gì nữa. Kìa kìa, nó chạy đằng kia nữa kìa. Chụp lứa mà chạy. Lứa mà chạy ra. Lứa nhỏ. Lứa nhỏ rồi. Lứa bự vậy. À, lứa nhỏ nè. Ừ, lứa đó. Trời, lứa bự lớn nè. Này gặp không quá. Kìa, có con bự đó, cái đuôi bự đó.
đó. Rắn cái tới luôn. Lưới cái này nè. Còn còn nữa. Ơi hai bầy lứa luôn. Hai bầy. Còn không? Còn. Lưới cơm. Lứa này mà đem về cho cái vô một cái nha. Chết nách luôn hả? Còn hang. Còn hang lên qua đây nè. Còn hang đi tới nữa. Nè. Đây nè. Đây. Nhiều nha. Đây nó là còn ở đây. Sao đây luôn. Đó. Nó bự. Nhỏ. 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 Làm hết không. Đi tới. Nó cực nó. Hai nó đi luôn mà sao nó dồn chỗ đó cục ta. Đó hả? Quay vậy? Tới đó rồi, tới đó hết rồi đó. Bên kia kìa. Rồi, bên đó hết rồi. Rồi tới hàng đó rồi. Đó. Bà nữa. Đó rồi. Không chuyện vừa anh em. Mày lứa con á. Ô, bắt được mày lứa tới tiền luôn vậy. Đắp kỹ kỹ lại nè. Quá hay rồi. Chơi con bầy lứa này thấu tiền nha. Nhóc hết trơn luôn rồi nè. Mấy chục con rồi đó. Chùm mẹ vàng kính luôn hả? Ừ. Còn đang cắt quá bà. À, mấy miếng này chưa nhiều đâu. Ngày mai ngày mốt nữa dồn lại. Còn vài miếng cuối cắt chuột chạy mới nhiều. Còn chà bá lửa luôn. Mới khui cái chạy rồi. Mày thả bự. Giấy. Giấy. Giấy gì lửa bà ơi. Mới khui chạy luôn. Quất gieo. Ôi ôi. Hết biết rồi. Vô. Anh ấy cũng cặp trụng đây về chiến giấy bự quá. Tôi ba liền chứ. Nó ngó đó mình nói nè. Có mà con nó sợ chạy vô sao. Con hang gì dạy đó luôn. Đụng cái tùm nắng này, cái cặp bên bên. Giờ chỗ em nhém phải không? Không qua con. Chắc con ngãi chịu vô á. Đúng xuồng dính là dính mẹ ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng bắn quá. Làm gì nãy anh em chụp cái đè đó. Rồi. Anh em loại dài vô rồi các bạn ơi. Ngọp rồi. Nắng lên ngọp rồi. Hồi nãy giờ cũng nhiều rồi nha, mấy chục con rồi. Con rồi đây. Ăn mặn rộng rồi. Chục lớn cũng nhiều bộ. Rồi, anh em loại giờ tới nhà các bạn ơi. Thành quả được nhiều chục đây nè. Con ngủ hả? Con ngủ. Ồ quá. Chuột cũng bành bành không ạ? Ừ. Chuột có mấy vừa, chuột này vừa lứa luôn, vừa hái luôn. Ừ. Chuột lứa. Chuột lứa vừa ăn luôn ha. Ừ. Con mấy con chuột giấy ngon quá. Mấy chuột lứa này. Mấy chuột giấy, chuột cái bự bự không.
cũng được mấy chục con nha các bạn. Có 30 con ạ. Này chưa làm gì ta. Giờ mấy năm rộng cái này lại nha các bạn. Suy nghĩ. Chiều làm món các bạn ơi. Giờ còn phải đi ra ghe nè. Gỡ mấy cốt lát trứng vịt từ với bánh lái ra cho người ta dời ra sao nha các bạn. Giờ chắc mấy anh em rộng này lại đi, chiều tính. Thì video đi bắt chuột của mấy anh em đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Mình gặp lại chiều mình xử nó các bạn ơi.